Trong luật Đức Phật có biểu mình xuất gia không sư? Nếu có, xin sư cho biết ý nghĩa. Và trong luật Đức Phật có cấm người tại gia xem hoặc biết giới luật của Phật chế không thưa sư? Cái thứ nhất á, là khi mà Đức Thế Tôn thuyết pháp á, nghe, là ngài thuyết về tuần tự pháp. Đầu tiên á, là ngài thuyết về bố thí nè, rồi ngài thuyết về cái sự về giữ giới nè, ngài thuyết về cái sự lợi cái những cái cảnh giới tốt đẹp ở cõi trời, rồi ngài thuyết về các cái cảnh giới đau khổ, ngài thuyết về sự nguy hại của các dục đó. Rồi khi mà chúng sanh gọi là hiểu thấu đáo được như vậy rồi đó, thì ngài lại nói thêm một cái nữa, đó là sự trong sạch thanh tịnh đáng được hướng tới của đời sống xuất gia. Và nếu như mà người ta đã có bắt đầu có cái hướng rồi đó, thì khi đó ngài mới bắt đầu là thuyết tới tuần tự, thuyết tới lý tứ đế, tức là thuyết về khổ, nguyên nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đi đến sự chấm dứt khổ. Tức là Đức Thế Tôn á, thuyết có tuần tự, chứ ngài không bao giờ là ngài cứ cứ mở miệng ra là ngài kêu người ta đi tu. Mà nếu như á, cái người đó họ không có cái hướng từ trước, ngài không có kêu một cách nó tùy tiện như vậy. Trừ khi á, có những người đó đến với ngài vì mục đích xuất gia, thì ngài chỉ rồi thiện lai tùy theo là xong chuyện nha. Nhưng mà không có cái chuyện là Phật điểu mình đi xuất gia, không có điểu. Tuy nhiên thì có một trường hợp thì nó không thì không đúng, là có một trường hợp như vậy, là ngài Nanda đó. Ngài Nanda là em cùng cùng cha khác mẹ với ngài á, thì khi mà đám cưới của ngài Nanda, Đức Thế Tôn mới tới. Rồi sau khi mà cúng dường xong, Đức Thế Tôn bỏ đi, để cái bát lại cho ngài Nanda. Ngài ôm, ngài ôm, ngài cứ ôm, ngài nghĩ là chắc có lẽ là ra tới cửa Đức Thế Tôn sẽ nhận lại cái bát. Rồi khi ra tới cửa, Đức Thế Tôn vẫn đi tiếp. Rồi ngài Nanda nghĩ là chắc ra tới sân, rồi chắc ra tới cổng, rồi chắc tới cổng chùa, cứ vậy đó, hoặc là tới hương thất. Cứ như vậy là ngài Nanda cứ vậy đi theo Thế Tôn, là tới nói gót theo. Rồi Thế Tôn sau đó hỏi xuất gia nha. Ngài Nanda lúc đó nói, dạ quá kính Đức Thế Tôn mà, cho nên là không thể nào từ chối được. Đức Thế Tôn chỉ nói là xuất gia nha. Ngài Nanda chỉ nói dạ, rồi vâng, dạ xin vâng, rồi thế là xuất gia. Thì trường hợp đó là có, nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt chứ không phải là lúc nào cũng có ha. Rồi. Còn cái ý nghĩa thì như sư nói đó, nếu như mà Đức Thế Tôn thuyết về tuần tự pháp á, là để mọi người thấy được sự trong sạch của đời sống xuất gia là cái đáng được hướng tới nha. Còn những cái trường hợp Đức Thế Tôn á, cho mình xuất gia thẳng á, hoặc là gợi ý, hoặc là kêu hãy xuất gia đi á, thì đó là ngài biết là cái căn cơ người này là có thể xuất gia được và sẽ đạt được nhiều sự lợi ích, cho nên là Đức Thế Tôn cho xuất gia. Còn cái chuyện trong luật á, Đức Phật có cấm người tại gia xem hay không á, thì sư đã có nói rất là nhiều rồi ha. Đây quý vị làm ơn làm phước xem ha. Đó, vấn đáp là sư đã có trả lời rồi, đã mở ra rồi xem lại ha. Rồi xong. Không biết về vấn đề này thì sư Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Thì ở đây khi mà cái câu hỏi là cái vị này dùng từ mà có biểu mình xuất gia, cái biểu này chắc sư xin mẫu một đơn đi không cho nó hay hơn đi, có nghĩa là giống như đây giờ thấy về coi cái từ biểu này, bây giờ mẫu một đơn mình hiểu cái từ biểu này là Đức Phật có khuyên mình nên xuất gia hay không, có khuyên, có nghĩa là có khuyên mình hay là có bảo mình nên xuất gia hay không. Thì Đức Hành Tại cũng có trình bày rõ quý vị đó, và cũng đưa ví dụ đó. Thì ở đây á sẽ cũng đưa thêm một cái trường hợp,
cũng gọi là đặc biệt, mà Đức Phật tạm gọi Đức Phật khuyên là ầm mộng, đại loại như Đức Phật nói ầm xuất gia đi rồi sẽ được cái điều mộng nhất. Thì trường hợp này liên quan đến ngài Quang Ghi Xá đó quý vị, là cái vị này có cái thuật á, cái thuật là khi mà cầm cái đầu lâu lên á, đầu lâu người á, thì gõ mấy cái là biết cảnh giới tái sanh. Thì nhưng mà khi mà Đức Phật á mới đưa, mới thấy được nhân duyên, chính xác nói chính xác là gì, thấy được cái nhân duyên của cái vị này nè, là có thể sống được trong giáo pháp, xuất gia sống đẹp phẩm hạnh trong giáo pháp và chứng ngộ đạo quả. Thì Đức Phật ngài mới đến vị đó và đưa cái sỏ đầu á, của vị La Hán, thì đưa cái vị đó gõ. Thì cái vị đó gõ đó, Đức Phật hỏi thì cái vị này là không biết, không trả lời được. Quý vị này mới hỏi là ủa sao mà không có biết được là cái đầu lâu này nè đi tái sanh chỗ nào. Thì Đức Phật ngài mới nói vậy muốn biết không? Đó, thì muốn biết, muốn biết sống trong giáo pháp ta. Đó. Nghe Đức Phật cũng có nó cái lời khuyên cái gợi ý đó. Thì đây là một trường hợp đặc biệt. Đó, cho nên là khi mà nói trong luật á, khi mà dùng từ biểu á, đôi khi có một số quý sư á không có giải thích rõ cái từ mà gọi là từ biểu này nè, thì khi bị hiểu lầm là nói trong, giống như Đức Quan Hành Tại cũng có nói đó, khi bị hiểu lầm nói là Đức Phật gặp ai cũng kêu xuất gia, xuất gia, xuất gia, xuất gia, xuất gia, tối ngày xuất gia. Nhưng mà không, thưa quý vị, tùy trường hợp mỗi căn cơ của mỗi chúng sanh mà Đức Phật tiếp độ cho nó phù hợp nhất. Cũng như có những vị thánh cư sĩ đó, Đức Phật đâu có nói xuất gia đâu, mà chỉ lại là nói pháp thôi, đúng không? Là cái vị cư sĩ đó đắc, có thể đắc tu đầu hoàn, đắc tư đại hàm, các a la hàm vân vân, và vẫn sống đời tại gia cho đến khi thân ngoại mạng chung, đúng không? Và có những vị cũng cư sĩ, đúng không? Rồi Đức Phật lại thuyết rồi xong cũng chứng ngộ nhưng rồi nhưng lại sống đời xuất gia. Cho nên là ở đây hiểu cái từ mà gọi là biểu á, biểu ở trong luật thì mình phải hiểu như vậy. Còn mình hiểu mà bó hẹp quá, mình nghĩ là Đức Phật luôn khuyên, luôn gặp ai cũng nói vấn đề xuất gia, xuất gia, thì mình hiểu đó thì chưa có sáng tỏ lắm. Đó là câu đầu tiên. Còn ý nghĩa mà nó nói ý nghĩa mà xuất gia, thưa quý vị, thì ở đây có trong Chư Chinh Chích, một trong cái đoạn ngắn thôi trong Kinh Trung Bộ thôi, thì Đức Phật nói là cái ý nghĩa mà xuất gia là cái người mà hướng đến xuất gia là với những tư tưởng sau, đó là ta bị sanh già chết sầu bi khổ não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối, tuy vậy ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ này. Này các ông, này các anh Uđức Thá, vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đó là bài kinh Trung Bộ số 68. Đó là nói về cái ý nghĩa thiêng liêng của việc xuất gia, ngắn gọn, cách ngắn gọn. Cái vế thứ hai, câu hỏi thứ hai, Đức Hạnh Tuệ trả lời quá rõ ràng, sáng tỏ và cũng đã trả lời rất là lâu rồi. Quý vị có lưu tâm, quý vị xem chìa khóa xem lại. Em xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Dạ rồi, chúng ta qua cái...